chào các bạn đã đến với kênh của Hiền Toyota nhé. Và Hiền thấy bạn Camry này đẹp quá. Camry 2.0 đời 2018 còn khá là đẹp. Nên mình tranh thủ quay cho các bạn nhé. Dưới ánh nắng mặt trời rất là đẹp. Trước mặt các bạn là bạn Camry 2.0 đời 2018. Bạn này đặc biệt là chạy rất là ít, mới có 28.000 km. Camry là một dòng sản phẩm mà được khá là nhiều người ưa chuộng bởi cái tính năng hoạt động của nó khá đầm và độ bền cao, sang trọng. Hiện đang quay cái rồng ngoại thất bên ngoài của bạn ấy cho các bạn xem. Dòng này là dòng 2.0. Xe này thì có biển số là ở tỉnh nhé. Các bạn ở tỉnh mua xe này thì không tốn 20 triệu tiền biển số. Khá là đẹp không các bạn? Kiểu dáng của Camry rất là chuẩn, rộng, dài và thanh lịch nữa. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của máy nhé. Đây là mình xem khoang máy nè. Bạn này thì mới chạy có 28.000 cây nên máy còn rất là đẹp. Tiếng máy đang nổ đó các bạn. Dây cu loa đang hoạt động nè. Các cái bắt nền còn khá đẹp nhé. Các cái ốc còn zin nè. Mình xoay kỹ các ốc cho các bạn nè. Chưa có dấu hiệu mở hay là sửa chữa gì cả. Xe mới có 28.000 cây nên các bạn yên tâm về chất lượng nhé. Giống còn êm. Xe này đảm bảo không có tì vết, không va quẹt, không cắn đụng. Và máy còn trong tình trạng là rất là tốt luôn. Mình nói là rất là tốt chứ không chỉ là tốt đâu. Máy còn rất là tốt. Đúng chất 28.000 km. Thì xoay rất là kỹ và bên trong thì khoang máy thì cho các bạn xem. Độ đàn hồi rất là tốt. Xe không có tì vết. Cặp đèn khá là mới còn trong veo nè. Đèn LED cộng với lại Pixinon. Nhìn đẹp ha các bạn. Chiếc Camry này nhìn khá là đẹp. Và để mình đi vào cái khoang nội thất. À đây, mâm vỏ cho các bạn xem mâm vỏ nè. Mâm nhiều chấu nên là nhìn rất là đẹp. Vỏ, tình trạng vỏ còn cao nè. Các lưới sơn còn liền lạc. Cái lưới sơn này chưa đánh bát, chưa vệ sinh nên là cái này chỉ cần đánh bát đi thôi. Xe này lưới sơn zin nè, bát nên là đẹp lắm. Nội thất của bạn đấy đây. Xe 28.264 km. Nội thất bọc nệm da nhé, màu kem, da zin theo xe. Số tự động, màn hình Android nè, đa chức năng, màn hình lớn nên là các bạn có thể xài YouTube hoặc là Bluetooth. Tất cả các ứng dụng đều có trong đây hết. Định vị, chỉ đường, không thiếu option gì cả. Tắp lô còn khá là đẹp. Xe 28.000 km đối với Camry thì quá là đẹp rồi. Ghế cũng chỉnh điện nha các bạn. Đây là hàng ghế sau nè, nội thất phía sau. Mình đang quay cho các bạn một bạn Camry 2.0 đời 2018, xe đúng chất 28.000 km, có biển số tỉnh. Và cái giá của hôm nay bên mình đang bán là 840 triệu, mức giá này đang có khuyến mãi. Các bạn cứ đến cửa hàng Toyota C3-21H Phạm Hùng để coi xe nha. Và giá cả thì các bạn cứ phone trực tiếp cho chị Hiền 0908 666 999. Các bạn có xe cũng cứ đem lên đây đổi, bên mình sẽ định giá tốt cho các bạn. Bên Hiền đang cần mua vô một khá là nhiều loại xe, nhất là những xe có đời cao và chất lượng để phục vụ cho nhu cầu mua xe của mọi người. Lúc trước thì thông tin của Hiền không đến được với các bạn nên là một số các bạn không có định giá được cửa hàng Hiền nè, C3-21H.
Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, hoặc là ở dưới quốc lộ 13 là 806 quốc lộ 13. Đó, hiện đang quay tại cửa hàng C3 C21H Phạm Hùng. Đó là xẹt nhưng đó là mặt tiền nha các bạn. Đây cốp sau của xe này. Camry có cái cốp khá là rộng rãi. Cái này chở được 3-4 chiếc vali lớn vẫn được nha. Vỏ sơ cua chưa lăn bánh này, còn nguyên mới luôn. Đách vỏ còn mới, đách vỏ 2018 này. Cabo còn zin luôn này. Các bạn đang coi một chiếc bạn Camry 2.0 sản xuất năm 2018, chạy mới đúng 28.000 km. Giá bán của bạn ấy là 840 triệu và mức giá này đang còn khuyến mãi. Các bạn ở thành phố thì có thể trả góp được. Xe này ngân hàng cho vay được 60-70%. Mình rất mong các bạn sẽ ghé thăm cửa hàng của Hiền Toyota tại đường Phạm Hùng. Các bạn cứ tới đi thử xe hoặc đổi xe. Nếu các bạn có nhu cầu đổi xe thì Hiền sẽ trực tiếp là người định giá xe cho các bạn để đưa ra cái mức đổi phù hợp. Bên cửa hàng Hiền Toyota đang cần mua rất là nhiều loại xe, và nhất là ưu tiên nhất là những xe có chất lượng cao. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Hiền 0908 666 999 hoặc 0903 72 73 75. Dưới quốc lộ 13 thì có anh Thọ 0901 777 888. Rất mong các bạn bấm ủng hộ kênh cũng như đăng ký kênh để có những chiếc xe về tiếp theo mình sẽ quay lên và đưa cho các bạn thông tin kịp thời. Mong rằng các bạn sẽ chọn được chiếc xe theo đúng yêu cầu và sở thích của mình. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Hiền trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và chúc mọi người ngày mới thật nhiều năng lượng và bình an.